Ai có điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Điện thoại hư, máy tính bảng hỏng bán nào. Đồng chì nhôm gang sắt vụn, bình ắc quy hỏng bán đi. Công tơ quạt cháy, máy bơm nước hỏng bán nào. Ai có điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Điện thoại hư, máy tính bảng hỏng bán nào. Đồng chì nhôm gang sắt vụn, bình ắc quy hỏng bán đi. Công tơ quạt cháy, máy bơm nước hỏng bán nào. Ai có điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Điện thoại hư, máy tính bảng hỏng bán nào. Đồng chì nhôm gang sắt vụn, bình ắc quy hỏng bán đi. Công tơ quạt cháy, máy bơm nước hỏng bán nào. Ai có điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán. Anh em nào có nhu cầu mua bán hàng rong mà dùng lính loa phải liên hệ đến số điện thoại của em là 0976149112 nha. Bên em chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nha. Đây là một bộ loa đi mua bán hàng rong, đi mua bán hàng rong các bác nhé. Đấy, cái bộ âm ly này là em là giới thiệu rất là nhiều vì mấy năm nay là em bán rất là nhiều nhé. Thì âm ly này, loa này, loa này là loa 10 các bác nhé. Đây là loa 10 nhé. Bên em có hai mẫu loa, một mẫu loa 15 và loa 10. Nếu như em cũng nói rất là nhiều trên các video các bác thì cái video đấy, cái loa 10 này thì nó nhỏ gọn hơn, phát ra âm thanh rất là to, nhưng mà các bác đi xe máy thì bác dùng cái loại loa 10 thôi nha. Còn nếu như các bác mà đi ô tô á, thì vẫn cái âm ly này, nhưng mà các bác nên dùng cái loa 15. Loa 15 thì nó lớn hơn, giống như loa đi bán vôi nha. Anh em các bác có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em, bên em chiết hàng cho bác trên toàn quốc. Máy các bác em bên em bảo hành cho bác 3 tháng bác nha. Đây rất là nhiều nha, bên em rất là nhiều. Đây là cái mẫu này là mẫu nhôm vàng nha, cái này là nhôm vàng nhôm gỗ nha, rất là nhiều nha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em, bên em chiết hàng cho bác nha. Đây là vỏ của hộp loa 10 này. Vỏ hộp loa 10 này. Đây là loa nén 10 này. Loa này là rất bền nhé các bác nhé. Mẫu loa 10 này là một loa 10. Cũng có xin khách hàng này một loa 15 thôi nhé. Đầu năm mới này anh em đấy lấy rất là nhiều, cho nên bên em làm không kịp các bác nhé. Em phải làm một số lượng máy trong năm rồi để chuẩn bị cho ra ngoài năm, nhưng mà thật ra chỉ mấy ngày Tết thôi là bán hết rồi. Mấy ngày Tết là bán hết rồi. Đây, em đánh cất cả một thùng luôn. Cất cả một thùng luôn, cả loa, cả máy, một thùng to luôn. Đấy, chuẩn bị đi cả thùng luôn. Ôi, video hôm nay tạm thời em làm đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Chúc các bác năm mới, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chào và tạm biệt.